Thưa quý vị, tại cuộc họp xem xét báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về nguyên tắc phê duyệt quy hoạch này. Nhưng Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố phải chống tham nhũng tiêu cực trong quá trình thực hiện quy hoạch, đi cùng với tập trung vào phát triển công nghệ cao, chứ không chỉ du lịch nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh. Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được điều chỉnh sau 7 năm thực hiện, Đồ án điều chỉnh quy hoạch lần này do một đơn vị tư vấn của Singapore thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á theo tinh thần hiệu quyết của Bộ Chính trị ban hành cách đây 2 năm, đồng thời khắc phục các tồn tại của quá trình phát triển vừa qua. Cuối năm ngoái, đồ án đã được Bộ Xây dựng thẩm định và đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đặc trưng núi sông rừng biển lần đầu tiên quy hoạch điều chỉnh xác lập vùng sinh thái ngoài vùng quy hoạch đô thị bao gồm toàn bộ rừng đồi núi khu du lịch sơn trà và huyện hoàng sa ở bán đảo sơn trà không quy hoạch phát triển mới các dự án và giảm diện tích các dự án đã quy hoạch còn ở khu vực bà nà không quy hoạch mới và mở rộng các dự án nhằm bảo vệ rừng đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên Đồ án cũng không quy hoạch mới các dự án lấn sông Hàn, sông Cổ Cò và xóa bỏ quy hoạch một đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng. Quy hoạch điều chỉnh xác định Đà Nẵng là thành phố du lịch dịch vụ mũi nhọn, trung tâm của kinh tế biển Việt Nam, cổng vào của hành lang kinh tế Đông Tây. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định qua ba hội thảo quốc tế và lấy ý kiến cộng đồng dân cư doanh nghiệp, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã tiếp thu nhiều ý kiến và đảm bảo không có lợi ích nhóm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, đồ án này đảm bảo tính kế thừa và định hướng, trong đó đã xác định được mô hình phát triển đa cực đặc trưng, cơ bản khắc phục được các bất cập của quy hoạch hiện nay, nhất là chú trọng phát triển xanh, bảo vệ môi trường sống cho người dân. Tương lai chúng ta, không tra, chúng ta không là bao nhiêu nữa, chúng ta sẽ theo và đặc biệt thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố đà nẵng định hướng đưa thành phố này thành nơi đáng sống thành phố an toàn tuy nhiên thủ tướng đề nghị cần làm rõ khái niệm đáng sống là như thế nào đối với vấn đề bảo vệ môi trường dù đồ án đã xác định được loại xanh cho đô thị tuy nhiên phải hết sức lưu ý đến vấn đề nước thải đổ ra biển vì nếu để các bãi biển rất đẹp ở đây bị ô nhiễm thì sẽ mất đà nẵng bên cạnh đó thành phố cũng cần có các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như quốc phòng an ninh thủ tướng yêu cầu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố phải chống lợi ích nhóm trong thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch này nhất là khi xây dựng quy hoạch chi tiết và các phân khu vì ở đây có biển có sông có núi có những vị trí nhạy cảm có thể thu nhiều lợi nhuận do đó phải chống tham nhũng tiêu cực trong điều chỉnh quy hoạch và thực hiện quy hoạch chi tiết cùng với sớm xây dựng quy chế quản lý đồ án quy hoạch này công khai minh bạch thủ tướng giao bộ xây dựng định kỳ giám sát việc thực hiện đồ án quy hoạch này